C03 thi đà. Rồi ký tên em. Ngăn đúng không? Vâng ạ. Ký thôi nha. Rồi ký xong đi về. Từ từ. C04 chạm phanh. Rồi vậy em mừng nha. Ký thôi rồi đi về xong rồi đó. Đậu đây nha. Vâng ạ, em cảm ơn nha. Chạm phanh. Bạn nào thi xong về nha. Ký tên ghi họ tên. Ký thôi, ký thôi. Ký thôi rồi đi về. Bên nào đó. Hết rồi, đi về, đi về. Ai là thanh tra đâu? Các bạn đọc tên là sẽ qua đây kéo hộ che nha. Bắt đầu thi. Sẽ không buồn thi đã. Các bạn ra sau chú ý bạn mình chạy rồi tí nữa chạy cho đúng hình nha. Tính ghi tên. C02 ký thôi xuống đất. Ký thôi rồi xong đi về nha em. Dạ. Đậu rồi nha. C03 bắt đầu thi. C03 chạm vạch. C03 chạm vạch. C03 chạm vạch. C01 cái gì quý à? Ký tên em. Kéo con xe xuống nhận diện. Ký thôi nha, ký xong đi về. Không được à? Rồi xong rồi, ký tên xong đi về. Rồi mình bỏ bút xuống ha. Rồi mình đẹp nha, rồi xong. C04 bắt đầu thi. C02 thi đạt. Kéo hồ trang, đứng đó kéo hồ trang. Ngọc Hòa, ra xe 3. Ra chờ xe 3 về chạy. Bắt đầu thi. Số 2 hay số 3 chạy? Hả? Số 2 hay số 3 chạy? Số mấy? Xe 3. C03 thi đạt. C01 chạm vạch. C01 chạm chân xuống đất. Tú khen đâu anh? Dạ. Ký tên nha. Em. Ký thôi nha. Dạ. Rồi xong rồi. C04 thi đạt. Chấm xe. Sao xin gì? Chấm xong chấm xe. Rồi ok. Đúng không? Đúng điện thoại không? Dạ đúng vậy. C02 bắt đầu thi. C02 chạm vạch. Từ từ. C02 chạm vạch. Chờ xuất phát mới vào. C02 đi không đúng trình tự bài sát hạch. C02 thi trượt. Đó vào tám. Xe Dương hả? Xe 4 xong lên xe đi. Rồi xong Dương đúng không? Từ từ từ. C03 bắt đầu thi. Dương đúng không? Đúng rồi. Rồi xong. C01 thi đạt. C03 đậu rồi nha, đậu rồi. Quý vị ra xe 1. Quanh đúng không? Sao chạy kêu nhìn các bạn chạy mà ký tên rồi vô đăng ký thì lại nha. Để đúng không? Đúng rồi, thí sinh ký tên. Rồi vô trong phòng số 1 đăng ký thì lại. Rồi. C04 bắt đầu thi. Rồi ok. Ký tên em. Xong rồi. Ký tên xong về nha. Rồi ok. Các bạn kéo khẩu trang xuống. Đứng đó kéo khẩu trang. C04 chạm vạch.
Các bạn nào ra sau chú ý bạn mình chạy cho đúng nha. Xe 01 có đồng chí xe 03 thi đạt. Xe 01 chạm vạch. Kéo khẩu trang xuống. Đứng đó kéo khẩu trang xuống. Xe 01 chạm vạch. Xe 04 thi đạt. Xe 04. Xe 02 bắt đầu thi. Tới ghi tên. Thi vậy đó hả? Học hành vậy đó hả? Ký tên đậu rồi nha. Xe 02 chạm vạch. Rồi ký xong đi về xong đậu rồi đó. Rồi đậu. Xe 02 chạm vạch. Rồi ok. Vô trong cái chỗ phòng số 2 của anh lấy cái kính về nha. Phòng số 2 á có cái kính của em luôn đó. Ngồi đây chơi, ngồi đây chơi. Rồi đúng rồi. Cái này luôn. Phòng số 2 á. Hồi nãy em đem một cái kính nữa đúng không? Vô phòng số 2 có cái kính. Xe 01. Phòng hồi nãy thi thử cái kính á. Xe 02 chạm vạch. Xe 03 bắt đầu thi. Xe 02 chạm vạch. Không ba chạm vạch. Tình đúng không? Dạ đúng rồi em. Rồi ký tên em. Ký xin ký tên đậu rồi nha. Dạ. Bình. Ký thôi, ký xong đi về. Ký xong đi về em. Ok. Bài xe 2. Ký bình đúng không? Rồi ok, thi đậu rồi nha. Rồi ký tên em. Chúc mừng em về mở tiệc ăn nha. Xe 01 bắt đầu thi. Xe 02 thi đạt. Xe 04 chạm vạch. Trần Nhật Nam. Trần Nhật Nam. Thí sinh thi xong ký tên. Bắt đầu thi. Minh Nhật đâu? Xe 03 thi đạt. Rồi sách của anh đâu? Dạ sách gì? Ủa hồi nãy có mượn sách không? À em đưa cho anh. Anh nào? Cái anh áo xanh xanh mà bên kia kìa. Ký tên. Minh Tuấn trên xe 4. Xe 4. Ký xong đi về nha. Đúng không? Minh Nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ký thôi, ký xong đi về. Xe 04 thi đạt. Xe 02 bắt đầu thi. Niên đúng không? Dạ. Ký tên xe 02 chạm vạch. Ký thôi nha, ký xong đi về. Rồi ok. Xong hả? Rồi xong đậu rồi nha. Dạ. Nào em ra xe 1. Anh Tuấn đâu? Ký tên. Dạ, thi thực hành ạ. Thi thực hành ngồi xuống chờ đọc tên nha các bạn. Xe 01 thi đạt. Anh Tuấn đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chỉ ký tên mà. Bắt đầu thi. Ký xong đi về nha. Được. Ký thôi, ký thôi. Được. Thôi sao đậu cô ơi.